Diện mạo tuổi 72 gây bão của Vera Wang, ảnh chưa chỉnh sửa khiến sân mạng tá hỏa. Loạt ảnh sự kiện trẻ trung nữ hoàng váy cưới Vera Wang bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, những tấm hình chưa được chỉnh sửa đã khiến nhiều người vỡ lẽ. Vào ngày 7 tháng 7, những tấm hình dự sự kiện của nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng Vera Wang bỗng trở thành chủ đề nóng trên Hot Search Weibo. Dù bước qua ngưỡng 70 nhưng ngoại hình của bà vẫn rất trẻ trung, khỏe khoắn, nhiều người hết hồn khi biết tuổi thật của bà. Được biết đây là buổi tiệc sinh nhật muộn của Vera Wang cùng bạn bè, trong bộ đầm vàng neon nổi bật, nhà mốt khiến người ta ngỡ ngàng vì nhan sắc lão hóa ngực. Mạng xã hội của Vera Wang nhận được sự quan tâm đột biến của cộng đồng mạng khi bà bắt đầu chia sẻ những hình ảnh luyện tập thể dục, khoe vóc dáng săn chắc không chút mỡ thừa. Những bức hình lung linh cho thấy làn da không có dấu hiệu lão hóa và thân hình thon gọn mảnh mai của nữ hoàng váy cưới, tấm lưng không tì vết của người phụ nữ 72 tuổi. Tuy nhiên, một số tài khoản chỉ ra Vera Wang trông vẫn trẻ đẹp như vậy thực chất là sản phẩm của Photoshop kèm theo hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của nhà mốt. Thực ra khuôn mặt bà cũng có nếp nhăn rồi, nhưng để giữ được làn da vóc dáng thế kia phải tập thể thao giữ phết. Vào tìm ảnh trên Google thì thấy rất khác nhưng vẫn phải công nhận bà ấy trẻ thật sự. Một số ý kiến để lại. Dung mạo thực khi chưa sử dụng công nghệ của Vera Wang. Vera Wang là nhà thiết kế người Mỹ gốc Á và được công chúng ưu ái gọi là nữ hoàng váy cưới. Hiện tại bà sống độc thân sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Với vóc dáng hiếm có ở tuổi thất thập, Vera Wang từng chia sẻ trên tạp chí People. Tôi đã từng là vận động viên khi còn trẻ, học trượt băng nghệ thuật và tham dự rất nhiều giải đấu tổ chức ở Mỹ. Ngoài ra tôi còn là một vũ công theo học tại một học viện múa chuyên nghiệp. Những tấm ảnh của bà đều nhận được phản ứng tích cực trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, để sở hữu một thân hình khỏe khoắn săn chắc, Vera Wang chú trọng tới giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của mình. Đối với bà, giấc ngủ là chìa khóa để tái tạo năng lượng và sáng tạo.